Vâng, chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của FUG ô tô, chuyên các cái dòng xe lằng nhằng khù khoằm, chuyên các cái dòng xe giá rẻ hợp lý hợp túi tiền cho tất cả mọi nhà. Và ngày hôm nay thì em lại mang đến cho các bác một chiếc xe của Mỹ nhá. Vâng, một chiếc xe của Mỹ nhưng mà giá của nó lại như xe của Trung Quốc luôn. Một chiếc xe còn rất là đẹp, đời 2014, nội ngoại thất thì đã xì tút xì tát lại rồi, về các bác cũng không phải làm gì. Đấy, la răng đẹp, đăng kiểm thì còn dài, và xe thì còn cứng cáp, điều hòa mát lạnh, màn hình đầy đủ cho các bác luôn. Và xe có cái đầy đủ cả cam hành trình, khóa đầy đủ nhá. Và em này thì nói chung là chạy hơi nhiều một chút, chạy được hơn 20 vạn rồi. Nhưng mà được cái là chất của xe thì còn cứng cáp và không hề lỗi lầm. Biển Hải Phòng 15A12248. Và đây cũng là một chiếc xe tương đối khá là cứng so với cái tầm tiền như thế này. 129 triệu đồng các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ, Chevrolet. Đấy, dấu cộng luôn. Và đây là một mẫu xe tương đối là lành bền, kiểu dáng đẹp nhưng mà giá nó lại hợp lý hợp túi tiền. Giá này chỉ rẻ ngang bằng một chiếc SH thôi. Vâng, rẻ ngang bằng một chiếc SH. Và các bác đã sở hữu được một chiếc xe 5 chỗ ngồi chứ không phải là 2 chỗ bản van. 5 chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái, bền bỉ. Và đây là một cái dòng xe hatchback mà được rất nhiều người yêu thích. Và đây là những chiếc xe tiền thân của những cái dòng VinFast Fadin các bác nhá. Vâng, giá rẻ hợp lý hợp túi tiền luôn. Màu sơn vàng, nét căng, sạch sẽ. Và em này đã được độ vàng đen. Cái đen ở trên là dán đề can thôi. Nên là các bác thích thì các bác có thể lột ra. Đấy, nó vàng toàn bộ cả xe. Còn bên em thì thấy bác chủ bác cái dán kiểu này cũng thấy đẹp đẹp. Thế là cứ để nguyên thôi, không ảnh hưởng đến đăng kiểm các bác nhá. Biển Hải Phòng 15A12248. Cái này thì các bác cứ check tra cho em xem là có đâm va tai nạn ngập nước hay không. Vâng, bên nhà em thì cũng đã kiểm tra rồi. Nhưng mà cũng có thể là do nhiều cái thiếu sót thì có thể là mình bỏ qua, nhưng cái đấy không vấn đề gì. Đấy, chất xe thì ok, máy nổ êm thì thầm. Và xe thì cam kết đảm bảo các bác là tương đối là cứng. Và các bác cũng không phải lo lắng dọn dẹp sạch sẽ như thế nào cả. Đấy, em này thì bên em cũng đã xì tút xì tát hết rồi. Dàn lốp của xe thì là sử dụng dàn lốp vẫn còn dày. Đấy, lốp Toranta và tương đối là dày, lốp 2023 luôn các bác nhá. Đấy, dàn lốp là các bác đã lợi được ngay một cái dàn lốp mới tầm 90%, gọi như lốp lướt rồi. 155-70 la răng 14 và em này sử dụng la răng đúc luôn. Gầm bệ sắt xi của xe thì sạch sẽ. Và giờ với cái giá thì em đang bán là 129 triệu đồng mà vẫn có bớt cho các bác nhá. Thì thực sự đây là một cái mẫu xe quá ok cho các bác luôn. Tầm này mà điều hòa nó còn ra nước như thế kia, các bác biết là chất của nó thế nào. Vâng, cái đấy thì các bác nào hiểu về gọi là tính chất của máy thì các bác biết là điều hòa mà ra nước chứng tỏ là bộ làm việc của nó rất là tốt luôn nhá. Em này thì được cái là kính điện này, rồi điều hòa mát lạnh này, rồi màn hình này, rồi tất cả các cái option của xe thì ok, hoạt động hoàn toàn bình thường. Có những chỗ thì nó không hoạt động được thì cái này em sẽ báo. Và cái đấy thì chắc chắn là bên em sẽ chỉnh sửa rồi. Ví dụ như cái kính lái này đang không lên xuống được thì cái này em sẽ xử lý rồi. Sau video này sẽ xử lý ạ. Vâng, đèn của chiếc xe thì là thiết kế của đèn hàng rồi. Đấy, các bác nhìn này, đèn trong và nói chung là hơi mà một chút theo thời gian. Cái này không ảnh hưởng đến gọi là mỹ quan nhá. Vâng, và cái đèn này thì của xe là đang nói chung là đèn zin, không có độ chế. Vâng, vẫn sử dụng halogen thôi. Còn về phấn cản gầm thì đây các bác nhìn này, cản gầm thì nó như thế này đây. Nói chung là sơn cản các thứ của xe thì sạch sẽ. Và biển Hải Phòng, cái này thì nhìn như này là biết là va này, các bác biết không? Đấy, nhìn như này là biết va. Nhưng cái này nó không ảnh hưởng gì nhá. Vâng, nó va chạm thì chuyện bình thường thôi. Những cái dòng này thực sự là mua về tập lái thì rất là hợp lý luôn. Mình va quẹt đâu cũng được, không sót các bác ạ. Chứ các bác cứ mua xe nhiều tiền về đi quẹt va cái sót lắm. Vâng, mình mua những con này về tập lái này, rồi đi lại tránh mưa tránh nắng này. Tầm tiền này các bác mua có thể là bác mua khoảng 2 cái xe máy thì được một con xe này rồi. Thế nhưng mà hoặc là một chiếc SH cũng có thể mua được chiếc xe này. Nhưng mà các bác lại có ngay một chiếc xe gọi là tránh mưa tránh nắng. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Mùa hè thì mát và mùa đông thì ấm nha các bác nhá. Và sơn xi thì vẫn còn ok, đồng sơn đều. Và dàn lốp thì 155-70 la răng 14. Lốp này là 2023, lốp mới tinh luôn các bác ạ. Đấy. Và lốp của xe thì tôi chạy tương đối là dày dặn. Đấy, lốp dày luôn. Đấy, lốp này nó đang sử dụng là lốp Chắc Mắc nhá. Lốp Chắc Mắc cũng là một cái dòng lốp giá rẻ, hợp lý hợp túi tiền. Đấy, cái này thì có mấy trăm một quả thôi, 800 với 1 triệu 2 thôi. Nhưng mà nói chung là lốp này là ok rồi. Các bác về không phải làm gì. Cua lốp thì hơi bẩn, gọi là bám bụi đất tí thì không vấn đề gì nhá các bác nhá. Sơn dần này. Đấy, nó đều và nó không bị bả tỉa tí nào. Đấy, chắc chắn luôn, tôn vỏ thì dày. Cái này là có dán chống ồn hết toàn bộ cánh rồi. Em này là được cái là bác chủ có cái dán chống ồn nên là đi rất là chắc và đàm luôn. Kính thì kính điện 4 cánh thì hoạt động được 3, còn một cái cánh này thì chắc chắn là không hoạt động được.
Thì cái cánh này thì em sẽ kiểm tra và xử lý sau. Đấy, còn kính kia đang lên này. Đấy, kính này cũng lên này, bình thường, không vấn đề gì nhá. Đấy, kính lên bình thường. Đấy, có cái kính tài là đang bị lỗi. Thì cái này thì sau video em sẽ xử lý sau. Điểm cộng tiếp theo đó là toàn bộ ghế của xe, nội thất ghế da là ghế da mới. Đấy, ghế da mới đẹp luôn này. Mới đối với mấy các bác ở chưa nói các bác là con này cái ghế này nó cũng đã bác chủ bác cũng đã thay được một thời gian rồi. Đấy, và bên này trần đây là các bác nhìn này, trần 3D nhá. Đấy, trần 3D còn đẹp còn nét như thế này đây, trần nét căng. Đấy. Vô lăng này, vô lăng khâu da nhựa ABS của nhựa của xe này. Cái nhựa này của nó còn nguyên luôn, nó không bị sần, không bị mòn. Đấy, nhựa còn nguyên, màn hình đầy đủ nhá. Và xe thì đảm bảo cho các bác là không có lỗi lầm đâm đụng va chạm tai nạn ngập nước thủy kích. Đấy, em này thì được cái là chất xe thì gọi là trung bình khá thôi. Em không dám báo khá, không dám báo là đẹp. Vì nói chung là xe chạy nhiều và theo thời gian thì như vậy. Nhưng với cái tầm tiền này thì thực sự các bác là đây là một cái giá rất là hợp lý luôn đấy ạ. Và rất là hợp lý. Tapi xịn xò, tapi đẹp luôn này. Các bác về lại yên tâm. Màu vàng óng ánh sóng sánh luôn nhá. Lại độ đen nữa thì thực sự là quá bạn yêu rồi. Đấy, xe thì còn ngon, dàn lốp thì còn dày. Sơn xi thì sạch sẽ. Em này thì được cái là riêng con này một mình nó 3 quả kích luôn. Cái này thì bên nhà em vừa mới vắt ra xong. Đây cái áo ghế này, cái áo ghế đây. Đấy, lót ghế bằng gỗ này. Đấy, và có kích này. Đấy, lót sàn thì em này là lót sàn 3M. Đấy, lót sàn 3M ở bên dưới này. Đấy, lót chống ồn hết toàn bộ bằng 3M. Nên là ngồi xe này đi thì thực sự với các bác là quá êm ấm luôn. Đấy, nó vừa gọn vừa tiện, hợp lý hợp túi tiền. Và đèn nó mê, các bác nhìn này, sạch sẽ trong vắt này. Đấy, đèn đây. Đấy, toàn bộ đèn. Đấy, các bác nhìn nhá, đèn. Rồi cản sau, đồng sơn đều. Cái này thì nói chung là với cái tầm tiền 129 triệu đồng như này thì đây là một chiếc xe giá hợp lý cho mọi nhà. Đấy, các bác mua những em như thế này về thì đi quá yên tâm. Tôn vỏ dày. Đấy, dày chưa? Đấy, các bác thấy chưa? Tôn vỏ rất dày luôn. Cửa chắc chắn, chỉ keo thì thôi, theo thời gian rồi. Đấy, không tránh khỏi những cái khiếm khuyết nhá. Nhưng mà được cái là không có đâm va tai nạn thôi. Đấy, còn chất xe thì không phải là xe là xuất sắc, gọi là trung bình khá. Đấy, trung bình khá là được rồi. Đấy, gầm bên này. Gầm thì không có mục mọt. Đấy, gầm không mục mọt. Xe biển Hải Phòng gầm bệ không có mục mọt, sơn xi thì ok ngon lành. Và em này thì nói chung là với cái tầm tiền này thực sự đây cũng là một cái mẫu xe giá cả hợp lý cho mọi nhà. Các bác nào mà yêu, các bác nào mà thích thì các bác cứ qua bên em. Đấy, xem thử và trải nghiệm luôn mẫu xe này. Đấy, dòng xe Chevrolet Spark của Mỹ luôn. Đăng kiểm đến tháng 7 năm 2024 các bác nhá. Tháng 7 năm 2024 luôn. Kính thì kính gần zin. Kính này kính gần zin. Em này thì xe thì cũng đã kiểm tra rồi, không có đâm đụng, không có va gọi là tai nạn va chạm đấy. Còn đâu là về xước sát chảy xước thì không tránh khỏi đâu các bác ạ. Bàn đạp chân phanh ga thì hơi cũ theo thời gian. Em này chạy cũng khá khá rồi. Đấy, chạy cũng khá khá rồi. Đấy. Nên là với cái tầm tiền này thì thực sự đây cũng là một chiếc xe hợp lý thôi. Vâng. Nên là bác nào mà muốn mua thì các bác cứ qua trực tiếp xem xe nhá. Còn bên em thì bàn giao toàn quốc đầy đủ. Động cơ của chiếc xe đang sử dụng là động cơ S-Tech 2 16 van, máy 1.0, ăn xăng rơi vào tầm khoảng 5 lít đối với đường trung bình và 6 lít đối với đường phố nhá. Đấy, máy rất là êm thì thầm luôn này. Các bác nhìn này, máy nổ êm thì thầm và máy số thì khỏi bàn. Máy này thì không cần phải nghĩ về chất luôn, cực êm luôn, không hơi thừa hơi khói. Và em này thì đây có ABS này, đầy đủ này. Và lái là đang sử dụng lái dầu. Đấy, đầu hai bên của xe là còn căng và nó không có lỗi. Đấy. Còn ốc cabo là ra rồi, có lăn chỉnh nhưng mà không phải là lăn chỉnh cabo, và người ta chỉ chỉnh gọi là để người ta kiểm tra và sửa chữa thôi. Máy khoang máy thôi chứ cái đấy không vấn đề gì. Đấy, xe thì nói chung là chất thì ok ổn định. Được cái là dòng này thì bên nhà em bán cũng rất là chạy. Con này thì mới về thôi. Đấy, nên là bác nào mà yêu, các bác nào mà thích thì các bác cứ qua cửa hàng xem xe trực tiếp luôn nhá. Đây là một chiếc Chevrolet Spark đời 2014 và được cái nói chung là cũng tương đối là ok với tầm giá này. Đấy, 129 triệu đồng cho một chiếc xe của Mỹ. Đấy, gầm bệ thì chắc chắn, sơn xi thì sạch sẽ và điều hòa tất cả các chức năng thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Ok, và bác nào mà yêu cái dòng xe của Mỹ này thì alo cho em nhá. Cái này sau video thì em sẽ về em chỉnh sửa lại cái cửa này để các bác có một chiếc xe ok ngon lành nhất. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại em Vũ Duy Ô Tô. Vũ Duy Ô Tô chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.